Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điện Tổng hợp của mình. Thì ở video này mình sẽ cùng các bạn đi giải quyết một bài toán mà hôm trước có một bạn đăng lên nhóm điện công nghiệp và hỏi. Thì mình nghĩ đây là một cái bài kiểm tra của bạn thôi, chứ còn trong thực tế cái mạch này thì không khả thi cho lắm. Thì cái bài toán của bạn ấy có yêu cầu như sau: sử dụng một nút ấn on, một nút ấn off, ba con công tắc tơ K1, K2, K3 kết hợp với hai con dơ le thời gian TH1, TH2 để điều khiển ba con động cơ M1, M2, M3 chạy theo một trình tự cho sẵn. Đó là khi ấn nút on thì động cơ M1 chạy trước, sau đó đến động cơ M2 và đến động cơ M3, nghĩa là theo trình tự 1, 2, 3. Tương tự khi mà ấn nút off thì động cơ M1 sẽ dừng trước, sau đó đến động cơ M2, rồi đến động cơ M3, nghĩa là dừng cũng dừng theo trình tự 1, 2, 3. Thì đây là cái mạch điện mình vừa mới thiết kế xong. Thì cũng xin lưu ý với các bạn là cái bài toán này chỉ để giải cái mạch điện này chỉ để giải quyết cái bài toán của bạn ấy thôi nhé. Còn trong thực tế thì nó không phù hợp lắm, bởi vì đối những cái công tắc tơ công suất nhỏ thì mình không nói đến, nhưng mà những cái công tắc tơ mà công suất lớn ấy thì cái tiếp điểm phụ của nó chỉ có một tiếp điểm thường đóng và một tiếp điểm thường mở thôi. Còn ở trong cái mạch này mình phải sử dụng khá là nhiều đến các tiếp điểm phụ của công tắc tơ. Đó, thì các bạn phải cài thêm các tiếp điểm phụ bên ngoài, hoặc là các bạn sẽ sử dụng thêm cho mình ba con dơ le trung gian nha các bạn nhé. Đó, đây này, các bạn có thể quan sát ở trên cái mạch này mình sử dụng khá là nhiều tiếp điểm phụ của ba con công tắc tơ. Các bạn sẽ sử dụng ba con dơ le trung gian, cuộn hút của ba con dơ le trung gian sẽ đấu song song với ba cuộn hút của công tắc tơ K1, K2, K3. Và từ đó các bạn sẽ sử dụng các tiếp điểm thay thế các tiếp điểm của phụ của công tắc tơ thành tiếp điểm phụ của dơ le trung gian. Đó, thì ở đây mình có sử dụng thêm ba con đèn báo trạng thái D1, D2, D3 để báo trạng thái của động cơ cho các bạn dễ quan sát nhé. Thì ở TH1 mình sẽ đặt thời gian là 1 giây, TH2 đặt là 3 giây. Thì mạch sẽ hoạt động như sau: khi ấn nút on thì động cơ M1 sẽ chạy, 1 giây sau thì động cơ M2 chạy, 3 giây sau thì động cơ M3 sẽ chạy. Tương tự khi ấn nút off thì động cơ M1 sẽ dừng, 1 giây sau động cơ M2 dừng và 3 giây sau động cơ M3 sẽ dừng. Thì bây giờ mình sẽ chạy mô phỏng thử cho các bạn xem. Thì trên mạch điện này mình có vẽ thêm cả dơ le nhiệt để cho bảo vệ ba con động cơ nhé các bạn nhé. Nhưng mà mạch điện này vẫn đảm bảo yêu cầu của bài toán bạn đã đề ra là để sử dụng ba công tắc tơ kết hợp với hai dơ le trung gian, hai dơ le thời gian để điều khiển ba con động cơ nhé các bạn nhé. Đây mình sẽ chạy mô phỏng cho các bạn xem. Bật Automat Q1 để cấp nguồn, ấn nút on, động cơ M1 sẽ chạy, dơ le thời gian TH1 sẽ đếm thời gian. Sau 1 giây thì động cơ M2 sẽ chạy, dơ le thời gian TH2 đếm thời gian. Sau 3 giây thì động cơ M3 sẽ chạy. Đó, các bạn quan sát. Thì mình có thể thay đổi cái thời gian trễ này bằng cách đặt thời gian ở trên hai con dơ le thời gian TH1 và TH2 các bạn nhé. Đó. Bây giờ mình sẽ ấn nút off. Khi ấn nút off thì động cơ M1 sẽ dừng, dơ le thời gian TH1 lại tiếp tục đếm thời gian. Sau thời gian thì đến trên TH1 thì động cơ M2 dừng, dơ le thời gian TH2 lại bắt đầu đếm thời gian. Và sau 3 giây thì động cơ M3 sẽ dừng. Đó, các bạn quan sát. Thì cái mạch này nó hoạt động khá là đúng với yêu cầu của bạn ấy đề ra. Chỉ có một cái nhược điểm, đó là mình phải sử dụng rất là nhiều tiếp điểm phụ của dơ le trung gian thôi. Của công tắc tơ. Lỗi các bạn. Đó, các bạn có thể thay đổi thời gian ở trên hai con dơ le thời gian này. Thì mình xin kết thúc video của mình tại đây. Các bạn xem video thấy hay và có ích thì nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ mình.